giữa những lo toan bộn bề của cuộc sống ngày hôm nay, biết tìm đâu được những con thuyền lững lờ trôi trong đêm khuya của nhạc sĩ Đặng Thế Phong ngày nào. Thưa quý vị, một lần nữa ca khúc Con Thuyền Không Bến quay sự trở lại của giọng ca Thúy Vân. Cùng heo mây